tôi lại có thêm một bé đái cá nữa. Mới được giải cứu và 9 giờ tối nay bé sẽ đến nhà của Tuyôn. Các bạn ơi, nghĩ cho Tuyôn một cái tên để đặt cho bé đái cá này đi. Bây giờ còn ti gì nữa đây trời ơi. Còn ti du, ti xe, ti me, ti ru, ti lo, ti lo, kết lo lo gì. Không biết đặt tên bé này là gì. Bây giờ cho các bạn coi cái video clip của bé. Rồi hãy giúp Tuyôn nghĩ ra một cái tên cho bé nha. Cái tên ti gì đó để ra biết nó là thuộc dòng họ rái cá của Tuyôn. Thế thì sao mấy bạn? Thế bé rái cá dễ thương không? Nhưng mà nó đang bị ốm đói. Tuyôn đem nó về cho nó ăn uống này nọ chắc cũng phải thức hôm thức khuya vài bữa. Khi các bạn là người mà dễ bị bệnh tật, các bạn mà nuôi thú hoang dã, các bạn sẽ hại chết nó. Thí dụ các bạn chỉ bệnh cảm nhẹ thôi, nhưng mà cái con vi trùng có thể làm cho bạn bệnh cảm nó nặng tới, nó bạn nặng tới 45 kg, đúng không, là ít nhất từ hơn 30 kg là bình thường, mà con vi trùng đó nó có thể làm cho bạn bệnh cảm. Trong khi con rái cá nó chỉ nặng vài lạng, chưa tới 1 kg nữa, mà nó dính cái con vi trùng cảm của bạn thì sao? Nó chết.